Dạ, Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị yêu Hoa Lan trên cả nước. Thì hôm nay ở clip bán hàng ngày hôm nay thì Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu với các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa Dendrochop. Đó là Dendrochop hổ mang, hay là gọi là hổ mang chớp đó. Đây là cái mặt hoa rất là đẹp nha các cô chú anh chị. Một thời rất là đình đám. À, giá đỉnh điểm của cái thời đó là của 4 năm về trước là 42 triệu một cọng. Một cái mầm nhỏ thôi, một ngầm khoảng 20 sen thôi. Nhưng mà dòng này thì mặt hoa vẫn vậy, vẫn đẹp, vẫn đỉnh. Nhưng mà sau này cái giá nó sẽ rớt xuống nhiều, do là làm giống rất là dễ nha các cô chú anh chị. Chỉ có một cái cái sức sống, phải gọi là sức sống của cái loại này rất là mãnh liệt và rất là đẻ sai ha, nhân giống rất là nhanh, nên là cái giá thành của nó rớt xuống thôi, chứ mặt hoa là vẫn vậy, vẫn đẹp, vẫn đỉnh. Thì số điện thoại của Hoa Lan Quang Minh là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng ở phường 7, thành phố Tân An, Long An. Và sau đây là một số cái hình cây trong cái clip bán hàng ngày hôm nay của Hoa Lan Quang Minh. Dạ, đầu tiên đây là cái mã số 1. Mã số 1 này có giá là 1.000k nha các cô chú anh chị. Có giá là 1.000k. Đây là một cái chậu lạc trồng thuần. Đây. Đây, mắt còn đang chuẩn bị lên. Bên đây thì chưa thấy lên. Để em đo cho các cô chú anh chị mình thấy cái độ dài của nó ha. Thì cái cộng tơ của chỗ này nó là 34 cm nha các cô chú anh chị. 34 cm, còn cộng bên đây thì 25. Đó. Cộng này đang rất đẹp nha các cô chú anh chị. một ngàn ca cho chậu hổ mang chớp số 1. 1.000k. Dạ, tiếp theo đây là mã số 2. Một cộng mã số 2 rất là đỉnh. Cộng mã số 2 đây các cô chú anh chị. Mã số 2 có giá là 700k. Mập ú u luôn nha các cô chú anh chị. Đây. Để em đo cho các cô chú anh chị mình xem nha. Cộng này có chiều dài là 45 xăng nha các cô chú anh chị. 45. Nói 45 thôi chứ cái cộng này là đo đàng hoàng ra nó phải là 46. Mập ú u luôn. Đây là cộng đầu nha các cô chú anh chị. Cộng đầu hổ mang chớp số 1 cộng đầu mã số 2 700k. 700k nha các cô chú anh chị. Bảy trăm ca cho cái cộng hộ mang chớp số 2. Rồi tiếp theo là cộng hộ mang chớp mã số 3. Cộng hộ mang chớp mã số 3 có giá là 550k. Hộ mang chớp mã số 3 550k. Mập ú u. Số đo là 33 cm.
33 cm cho cộng hổ mang chớp mã số 3 550k. Đây, rất đẹp nha các cô chú anh chị, cộng đầu không. Tiếp tục là mã số 4 nha các cô chú anh chị. Mã số 4. Đây, cộng này thì đã được trồng rồi. Đang xuống rễ ấm chậu. Mã số 4 550k. 550k cho cộng hổ mang chớp số 4. Đó, rễ ra xuống. Cộng này thì 29 cm. 29 cm nha các cô chú anh chị. 29 cm cho cộng hổ mang chớp. Cộng hổ mang chớp số 4 550k. Tiếp theo đây là cộng hổ mang chớp số 5. 400k. Cộng này 20 cm nha các cô chú anh chị. 20 cm cho cộng hổ mang chớp số 5 400k. Đó, rễ quá đỉnh. Quá đẹp. Và tiếp theo đây là mã số 6. Cộng hổ mang chớp mã số 6. Mắt u luôn rồi nè các cô chú anh chị. U mắt nè, chuẩn bị lên hai mầm luôn. Cộng này cộng non nha các cô chú anh chị, nên là nó hơi khô. Tách ra cái là nó bị mất sức, nên là nó hơi hơi héo xíu. Không sao, tưới nước đầy đủ vô là nó sẽ tươi tỉnh trở lại bình thường. Cộng này 24 cm nha các cô chú anh chị. 24 cm cho cộng hổ mang chớp số 6 có giá là 400k. Và một cộng cuối cùng của cái clip ngày hôm nay đó là mã số 7 có giá là 350k. 350k. 21 cm. 21 cm nha các cô chú anh chị. Hổ mang chớp số 7. Cộng này thì nó hơi ốm xíu. Đây, mắt mũi đâu là còn y nguyên. Đang chuẩn bị lên mầm. Thì vừa rồi Hoa Lan Quang Minh đã giới thiệu với các cô chú anh chị mình là 7 cái mã số. 7 cái mã số của hổ mang chớp số 1. Thì các cô chú anh chị mình sưu tầm dòng này thì cứ liên hệ số điện thoại là 0908 846 804. Địa chỉ cửa hàng của Hoa Lan Quang Minh ở phường 7 thành phố Tân An, Long An. Xin cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi clip bán hàng của Hoa Lan Quang Minh. Xin cảm ơn.